Nè, nói nghe nè. Cái video trước là quý vị và các bạn đã xem nói về vấn đề tai nạn xe cộ, bồi thường, mình đi tìm ở đâu và có nên mở cái văn phòng về cái văn phòng luật sư mà đòi bồi thường tai nạn đó. Hay là mình đã lỡ mở rồi, mình phải làm sao để cho được hợp pháp tại Hoa Kỳ. Luật lệ Hoa Kỳ không có lỏng lẻo đâu. Giấy không bọc được lửa, trước sau gì nó cũng lộ ra, cho nên rất cẩn thận. Và bây giờ là cái đề tài liên quan đến vấn đề immigrations, liên quan đến luật di trú, mà hầu như bây giờ hầu hết người Việt Nam chúng ta từ trong nước tới hải ngoại đều có liên quan tới. Không chính bản thân mình thì cũng là con cháu, anh em, bè bạn của mình. Nếu quý vị và các bạn nghĩ rằng tôi không bao giờ liên quan tới luật di trú, tại tôi là công dân Mỹ rồi, tôi đã là thường trú ở đây rồi, tôi là quốc tịch Mỹ rồi, thôi tôi không cần coi, đừng nghe, suy nghĩ lại. Có khi sự việc nó không xảy ra chính bản thân mình, mà nó xảy ra cho bạn của mình, hay là con cháu của bạn mình. Đến muốn tự nhận cú điện thoại từ Việt Nam hay từ một nước nào đó, trời ơi mày làm sao giúp coi, con tao cháu tao là ở bên đó bây giờ tình trạng gì sao? Giống như có người đã từng gọi điện thoại cho Việt Tháo, anh ơi anh giúp giùm em, bây giờ em của em nó bị trục xuất nè, em phải làm sao bây giờ? Tôi lập tức tôi gọi cho biết số điện thoại liền. Và nhiều trường hợp đã được giải quyết được. Ngày hôm nay tôi đến Georgia, Atlanta. Tự tôi tìm đến để tìm được hai vị luật sư, đó là Ethan Phạm và Jenny Nguyễn, là hai luật sư và là thẩm phán nữa, tức là ông tòa, bà tòa, để tôi hỏi cho luật lệ rõ ràng, để cho nhiều người có thêm cái kiến thức về vấn đề di trú, là một trong những cái luật lệ mà hầu như chúng ta cần biết và phải biết để có thể giải quyết trong trường hợp gia đình và thân nhân của mình hay bạn bè của mình. Như vậy nha quý vị và các bạn, chúng ta cùng theo dõi video clip của hai luật sư Ethan Phạm và Jenny Nguyễn, và đặc biệt Jenny Nguyễn sẽ giải đáp về vấn đề luật di trú hiện nay tại Hoa Kỳ. Như quý vị và các bạn đã biết là Việt Thảo ngày hôm nay đến với Georgia, Atlanta, đến với văn phòng luật sư của Ethan Phạm và Jenny Nguyễn, là Việt Thảo tự đến để tìm hiểu trên vấn đề tai nạn liên quan đến xe cộ nha. Và vấn đề quan trọng hiện giờ mà mọi người quan tâm đến là immigration, tức là luật di trú. Chứ hai người luật sư này không có mời Việt Thảo đến. Và tôi được sự đồng ý của Ethan Phạm và Jenny Nguyễn. Tôi rất cảm ơn Ethan Phạm và Jenny Nguyễn đã giúp cho Việt Thảo. Cái thời gian mà bỏ đây là thời gian làm việc mà, để giúp cho không phải riêng Việt Thảo mà fan của Việt Thảo biết được thêm cái kiến thức về vấn đề di trú. Xin mời Jenny. Hello anh Việt Thảo, rất dạ. Vui anh đã tới với tụi em ngày hôm nay. Và nói chung là em làm việc luật di trú hơn 12 năm nay rồi. So có những cái problem, những cái yếu tố mà em thấy là đa số thân chủ hay thắc mắc. Cái gì người ta thắc mắc nhiều nhất nè? Là hồ sơ thay bị trục trặc, và làm sao mình có thể mình cứu vãn những cái hồ sơ đó. Trong trường hợp trục trặc là trục trặc cái gì? Hồ sơ nộp thì có gì đâu trục trặc? Ví dụ như là có những hồ sơ vợ chồng thật mà tại sao sở di trú họ nghi ngờ mình là hồ sơ giả. Khoan, tức là vợ chồng thật mà sở di trú nghi ngờ là vợ chồng giả, làm giấy tờ để mà lo về vấn đề được ở lại hay không. Đúng rồi, vậy. Đại ca giống như là anh Việt Thảo lấy vợ ha. Rồi. Anh Việt Thảo muốn bảo lãnh cho cổ để cổ ở lại, để cổ có thẻ xanh. Thì khi mình nộp bộ hồ sơ đó thì có nhiều nhiều nơi thì em không biết là họ nộp như thế nào, nhưng mà họ gặp những cái trục trặc, rồi sở di trú họ nghi ngờ cái bộ hồ sơ đó là giả, giống như là ghép tiền hay là chỉ là một cái hồ sơ để lấy thẻ xanh thôi. Nhưng mà bộ di trú nghi ngờ giả không phải tự nhiên ta nghi ngờ đâu, nó cũng có lửa có khói, đúng dạ, không? Đúng rồi. Chắc cũng phải có những cái trường hợp giả người ta biết được, bởi cho nên bây giờ ta nghi ngờ chứ đầu tiên đâu ai nghi ngờ. Đúng rồi. Thì như anh Việt Thảo nói đó, tất cả những hồ sơ liên quan tới kết hôn sở di trú đều nghi ngờ là giả hết, bởi vì họ đã gặp quá nhiều. Cho nên mình cặp mình vợ thiệt. Chồng đó, mình là cặp vợ chồng thiệt, mình phải chứng minh, mình phải thuyết phục sở di trú đây hồ sơ của mình là hồ sơ thật. Rồi bây giờ họ đang bị nghi ngờ, mình giải quyết làm sao? Dạ thì phần lớn là em thấy đó, thì giống như lần trước anh Ethan có chia sẻ với mọi người là có những văn phòng luật sư nhưng mà những người làm việc không phải là luật sư. Thì cũng ở trong di trú, luật di trú cũng y chang như vậy, trong cái cộng đồng của mình cũng có những người không phải là luật sư nhưng nhận những hồ sơ di trú. Để mà nhiều người họ cũng không biết là phải luật sư hay không, nên họ cũng tới và nhiều khi làm không biết làm. Mình chỉ gửi một cái đơn đi thôi, trong khi đó không có gửi bằng chứng gì. Thí dụ là một hồ sơ kết hôn đi, không có gửi bằng chứng liên quan tới kết hôn.
tới làm sao để thuyết phục hôn nhân mình là thật, chỉ gửi cái đơn không thôi thì cái đó nó đâu có hiệu quả. Rồi thì những người đó mới gặp trục trặc hồ sơ, rồi họ biết tìm đến Jenny. Và Jenny đã giải quyết những hồ sơ đó. Thì thông thường là tại vì thiếu bằng chứng, hoặc là mình không biết cách làm sao để mình trình bày cái hồ sơ của mình, chứ không phải là vì cái hồ sơ của họ không có bằng chứng. Nếu nói như vậy thì Jenny xác nhận là Jenny có cách để làm những cái hồ sơ đó, giải quyết những hồ sơ đó. Em vẫn giải quyết rất là nhiều hồ sơ. Em bây giờ đã là luật sư và cũng là thẩm phán luôn. Dạ đúng rồi anh. Đó quý vị thấy nha, bây giờ nói chuyện không phải vấn đề luật sư, mà đó là lý do tại sao tôi tìm đến đây. Một vị thẩm phán đang nói chuyện cho chúng ta nghe nha, không phải là sếp của các vị thẩm phán như Ethan Phạm thôi, nhưng mà cũng là thẩm phán. Đối với ở bên Mỹ hỏi tuổi là cái chuyện thiệt là kỳ cục luôn đó. Không, anh thấy em trẻ quá không tin nổi. Anh còn hay giỡn chơi em giỏi lắm là làm cô giáo cho mấy đứa mẫu giáo chứ luật sư cái gì mà bây giờ thẩm phán nữa. Anh không tin em ngồi làm quan tòa đó, bên dưới nó tin đâu. Anh chọc em hoài. Không, trẻ lắm, rất là trẻ luôn. Đó, bây giờ trong trường hợp mà hồ sơ di trú, trường hợp trục trặc thứ nhất là cái sở di trú không tin là vợ chồng thật, có thể làm bộ giả dạng để mà đưa nhau qua nước Mỹ. Dạ đúng rồi. Trường hợp thứ hai nặng nhất là vấn đề gì? Là vấn đề tại sao hồ sơ của mình chờ lâu quá. Thí dụ như một cái hồ sơ có thể là từ 6 tới 9 tháng đáng lẽ là xong, đã được giải quyết, nhưng tại sao nó không được giải quyết? Lý do tại sao không giải quyết? Rất nhiều lý do. Một trong những lý do lớn nhất là sở di trú họ gọi là bề bộn, tức là họ không đủ nhân lực, hay là họ có thể là quên lãng hồ sơ của mình luôn. Cái này là không ai theo dõi, mà hay là theo dõi không đúng cách cho cái hồ sơ của mình. Anh nghe hơi lấy làm lạ, tại sao nước Mỹ một cái sở di trú mà lại thiếu nhân lực mà nó bề bộn đó, rồi hay là hồ sơ quá nhiều, hồ sơ chồng chất lên giải quyết không nổi? Đa số là bởi vì hồ sơ rất nhiều, mà đa số những cái hồ sơ khi mình gửi vô đó mà mình không có biết cách trình bày hồ sơ của mình thì mình làm cho cái công việc của họ nó khó hơn. Như vậy thì vấn đề cưới vợ gả chồng gì ở đây không phải riêng Việt Nam, mà hầu như Nga có, Ý có, Âu Châu, Úc, nghĩa là khắp nơi đều có, chứ không phải riêng Việt Nam mình. Dạ đúng. Đúng không? Cho nên cái hồ sơ ở sở di trú nó nhiều quá. Nếu mà chỉ riêng hồ sơ cưới hỏi Việt Nam không có giải quyết cái một. Cái này khắp thế giới luôn. Thứ nhất là nhiều quá, và thứ hai là khi họ gặp những cái hồ sơ khó giải quyết, như giống như em nói là có thể là thiếu bằng chứng, hay là bằng chứng lộn xộn, hay là hồ sơ nó không có được trình bày tốt, thì thường là họ sẽ dạt những cái hồ sơ đó qua một bên, họ sẽ giải quyết những hồ sơ khác, hay là họ phải có thêm nhiều thời gian nữa để mà họ tìm hiểu về cái hồ sơ đó, xem là họ có nên quyết định approve hay không, hay là từ chối, hay là họ cho mình thêm cơ hội để mình thêm bằng chứng. Cho nên là vì những cái hồ sơ đó, cho nên nhiều khi nó gây ra, nó kéo dài thêm cái thời gian làm việc đó. Như vậy nó tóm lại là muốn cái hồ sơ giải quyết nhanh là hồ sơ phải cho hợp lệ, mà phải đưa bằng chứng đầy đủ để ngay từ đầu nó nhìn vô, đúng cái gì vậy chồng thiệt. Đúng thì vậy. Cái đó làm sao người ta làm được. Đúng vậy. Thì giống như em nói với anh đó, là mình tưởng tượng là nếu mình là người, những người duyệt hồ sơ đó, mình muốn công việc của mình nó dễ đúng không? Thì khi mình là người nộp những cái đơn đó, mình muốn làm sao cho cái công việc của cái người đó nó dễ. Thí dụ anh bây giờ đã về Việt Nam cưới vợ nè, làm sao anh đưa cho nó có bằng chứng hợp lệ nhà, mình đâu có biết đâu mà chỉ điền đơn thôi. Thì làm sao làm được chuyện đó? Anh mới cần một luật sư giỏi để mà giúp anh làm cái hồ sơ đó hiểu. Nó đầy đủ. Như vậy, bởi vì nó quý không và... chỉ có điền đơn không thôi. Đúng, quý vị và các bạn, cho đến giờ phút này tôi mới khám phá một điều. Chứ nếu mà tôi về Việt Nam cưới vợ là tôi biết lâu rồi nghe, tôi chưa nghe. Mình muốn làm giấy tờ gì không phải chỉ điền đơn bình thường. Và nếu đưa đến một văn phòng không chuyên môn, không chuyên nghiệp, đặc biệt chuyên về cái di trú, hồ sơ di trú nha, của Liên bang Hoa Kỳ, thì chắc chắn rằng hồ sơ không rõ ràng và nó sẽ bị dìm lại, hay nó để nó chờ cú xét nó ngâm đó. Cho nên quý vị và các bạn, tôi nói đây không phải quý vị phải tìm đến Jenny Nguyễn, không phải như vậy. Bất cứ một văn phòng luật sư nào cũng được, nhưng phải là luật sư chuyên về di trú thì người ta mới biết cách để hướng dẫn mình. Tôi xác nhận một nữa, tôi không phải nói cái video này để quý vị phải tìm đến Jenny Nguyễn. Jenny Nguyễn đồng ý không? Em đồng ý vâng. Anh Thảo đến để Jenny cho một cái kiến thức về vấn đề di trú. Và tôi xác nhận đây lần thứ ba, quý vị có quyền không cần liên lạc Jenny Nguyễn, bất cứ một luật sư nào cũng được. Nhưng muốn lo hồ sơ của mình nhanh chóng và đúng, phải gặp một luật sư chuyên về di trú để hướng dẫn cho mình. Jenny đồng ý không? Dạ, em đồng ý với anh. Và em cũng khuyên mọi người như vậy. Đó là cái lời khuyên chân thật của em, không cần phải tới với em. Nhưng khi mình làm về vấn đề di trú, mình phải kiếm cái người chuyên môn. Giống như em cũng là luật sư, nhưng mà em không phải lĩnh vực nào em cũng biết. Mà chuyên về di trú. Dạ đúng rồi, em thì chuyên về di trú. Thế ví dụ bây giờ nếu hỏi em về tai nạn xe, em sẽ không biết. Tại vì đó không phải là lĩnh vực em làm mỗi ngày. Thì quý vị có đồng ý không, nếu mà khi mà mình
làm việc, làm cái gì mỗi ngày mình sẽ giỏi và mình sẽ thông thạo cái công việc đó. Chỗ này em sẽ lẻ chút xíu. Nếu em đi đường mà lỡ gặp tai nạn xe cộ thì em gọi luật sư nào? Em sẽ gọi ông xã. Em sẽ gọi luật sư tình phạm. Chứ còn chính em đây cũng thật sự là không biết là cái luật lệ nó như thế nào, mình có thể làm sao mình bảo vệ cái quyền lợi. Ủa, được không, được không? Chồng giải quyết cho vợ được không? Tại vì biết tại sao anh nói điều này không? Có nhiều ông bác sĩ sản phụ khoa, vợ đi đẻ không dám đẻ cho vợ, để cho bạn mình đẻ giùm, sợ quá không dám, nó ngộ vậy đó. Phật nhà không thiên quá anh. Như vậy quý vị và các bạn, trong trường hợp hồ sơ đã lỡ làm rồi mà bị ngâm thì tôi cũng nói rõ nha, tôi không yêu cầu quý vị gọi cho Sandy để giải quyết. Quý vị có thể tìm đến bất cứ một luật sư nào chuyên về di trú để nhờ họ giải quyết. Còn cái chuyện nếu quý vị muốn gọi về Sandy, quý vị có quyền chọn lựa luật sư cho mình, tôi không kêu gọi điều đó. Ở đây tôi chỉ muốn hỏi để đưa kiến thức tới cho quý vị nhé. Dạ, hồ sơ của mình khi mà hồ sơ mà nó bị quá lâu rồi, thí dụ như sở di trú thường mỗi một cái hồ sơ họ đưa ra một cái thời gian gọi là average, tức là một cái thời gian trung bình. Dạ, thí dụ từ 6 tháng tới 9 tháng, nếu mình thấy hồ sơ mình đã quá lâu rồi, mình có quyền mình yêu cầu sở di trú trả lời là tại sao nó lâu như vậy. Rồi sở di trú không trả lời. Nếu họ không trả lời thì mình có quyền mình thưa sở di trú. Ai đi thưa? Mình có thể mướn luật sư hoặc là mình có thể tự thưa sở di trú cũng được. Dạ, tôi nói rõ nghe, đừng có kêu luật sư Y Tình Phạm đi thưa nghe. Ông giác ngộ sự như quý vị. Nói cho em muốn gọi ai gọi đúng không? Muốn gọi ai gọi? Dạ, dạ. Thì nói chung là tại vì có nhiều người Việt Nam mình nghĩ rằng ủa thưa chính phủ rất là sợ họ trả thù đúng không? Tại vì mình thưa chính phủ lần mà. Không phải thưa quý vị, mình đang ở bên Mỹ, mình có quyền lợi của mình và mình có quyền mình thưa sở di trú khi mà họ không có làm việc theo cái thời hạn mà họ đã hứa hẹn với mình. Thì mà họ mình đã giống như là mình đã tiếp tục theo dõi hồ sơ và giống như coi như là hầu như là năn nỉ họ rồi đó, là làm hồ sơ cho mình mà họ vẫn không có giải đáp được. Dạ, thì mình có quyền mình thưa. Và khi mình lập hồ sơ thưa như vậy thì giống như Jenny từng làm trong cái vãng là coi như là 100% mình sẽ thắng, bởi vì đa số những cái cuộc ngâm đó là không phải lỗi của mình, là lỗi của sở di trú. Bởi vì họ đã quá hạn và họ có thể là như em nói ban đầu, có thể là họ đã quên lãng cái hồ sơ của mình luôn. Nhưng mà tại vì mình không làm gì hết, nếu mình cứ chờ thì mình cũng sẽ tiếp tục mình chờ như vậy, thì mình có cái quyền mình thưa sở di trú. Chuyện này nói chuyện hay cái chỗ này, cái hồ sơ dĩ vãng. Thay vì nó hồ sơ trong quá khứ chỉ dùng hồ sơ dĩ vãng. Là ý nhấn mạnh cái chỗ này đó, là hồ sơ bị ngâm lâu quá rồi nó trở thành dĩ vãng. Cho em giải vô một chút xíu thì luật sư Jenny nói là mình thưa sở di trú. Tại sao mình thưa? Mình thưa đó là để cho thẩm phán, cho tòa án ép cái sở di trú phải làm việc. Phải làm việc. Lâu quá rồi thì mấy tội dư phải làm việc, chứ không thể mà để cái quyền lợi của cái người này cứ ngồi như vậy. Là thẩm tòa án sẽ ép họ, bắt họ. Ông thẩm phán có quyền coi cái hồ sơ người ta để xét xử không, hay là chỉ là xử cái vấn đề là sở di trú có làm việc đàng hoàng hay không thôi? Sau tòa án họ chỉ, khi mà mình thưa như vậy đó, là mình chỉ xin với tòa án là xin tòa án ra lệnh cho sở di trú làm việc. Thí dụ trong vòng 30 ngày hay 45 ngày. Nếu 30 ngày, 45 ngày mà sở di trú không làm việc nữa thì sao? Chưa bao giờ xảy ra. Tại vì khi mà tòa án đã ra lệnh rồi, bắt buộc họ phải làm việc. Mà họ không làm việc là họ chết với tòa án đó. Dạ đúng rồi, tại vì cái đó lệnh của tòa án, nó gọi là contempt of court đó. Yes. Chưa có bao giờ ai dám mà gọi là kháng lệnh của tòa án cả. Trong trường hợp những cái hồ sơ từ trước đến giờ, nó bao gồm những hồ sơ nào? Hồ sơ liên quan tới di trú mà Jenny Nguyễn đã làm qua. Rất nhiều luôn anh, hồ sơ gia đình. Gia đình là sao? Mình bảo lãnh vợ chồng, vị hôn thê, hôn phu, okay. Anh em, bố mẹ. Đó là thuộc diện bảo lãnh thân nhân. Bảo lãnh gia đình, dạ. Rồi, gia đình, rồi. Rồi hồ sơ về về lao động. Tiếng Việt mình hay gọi là hồ sơ bảo lãnh về lao động đó. Thí dụ mình qua đây một công ty nào mướn mình để làm việc, mướn chạy gà hay là mướn để làm kỹ sư cho họ hay là nghề kế toán, thì mình có thể qua đây với cái diện đó luôn. Nhưng mà qua đây rồi thì xảy ra chuyện. Dạ không, có nhiều khi trục trặc khi ngay lúc bảo lãnh, ngay lúc ban đầu. Bảo lãnh không được. Dạ đúng rồi. Tức là ví dụ bên này đó có một cái trại gà, người ta cần nhân công làm việc mới bảo lãnh qua, nó trục trặc. Dạ. Cái này không biết có nói được không. Có đôi khi bảo lãnh không phải là cần nhân công thiệt nha. Có khi là muốn đưa người qua đó, chính vì sở di trú cũng nhanh vậy, cũng thông minh lắm, họ biết cho nên là chính vì đó mà tất cả những hồ sơ mình gửi vô sở di trú nó đều có sự nghi ngờ là đây có phải hồ sơ thật hay không. Cho nên chính vì đó mà cái công việc của mình á, một công việc của luật sư giống như em, là quan trọng nhất là mình phải đưa đầy đủ những cái thông tin, những cái bằng chứng để mình thuyết phục sở di trú là đây không phải là hồ sơ. Nếu anh là sở di trú nè, khi cái hồ sơ nói rằng có một trại gà này muốn tuyển chọn nhân viên, cái câu hỏi đầu tiên của anh, ủa tại sao Mỹ biết nhiều người không mướn mà lại mướn từ người Việt Nam? Dạ đúng rồi. Rồi thì cái nghi vấn kế tiếp, có thể nhiều khi người ở bên Mỹ này họ không chịu làm lương gì, sợ thấp hay là chê cái chỗ gà nó vắng vẻ, cô đơn, buồn bã, không vui. Thành ra người ta mới thiếu người làm, mới nhận người từ Việt Nam qua.
Rồi anh sở di trú suy nghĩ nữa, hay là ông chủ trại gà này có thân nhân Việt Nam nè, muốn làm bộ đưa qua lao động rồi nửa sau này ở lại luôn, tôi có quyền nghi ngờ. Dạ nó hỏi hết chứ nó. Và chính vì cái chỗ đó hồ sơ phải delay lại, làm sao giải quyết là phải đưa qua luật sư. Dạ tại vì như anh vừa nói đó, yes nó cũng phải hỏi là anh là người chủ, nếu mà anh mướn cái người này anh có phải có quan hệ gì với cái người này không, gia đình anh em hay là như thế nào, nó hỏi hết những cái đó. Chứ không có đơn giản là tôi có một cái business giống như anh, giống như tụi em có cái văn phòng luật sư. Nếu thí dụ muốn mang một đứa em qua đi, cho nó một cái nghề, cũng không phải là đơn giản. Chứ nếu không là cả gia đình em qua đây hết rồi. Anh, nếu anh là người, anh là chủ trại gà, anh trả lời với sở di trú nè. Bây giờ tôi cần người, tôi mướn, không lẽ tôi mướn người lạ, tôi phải mướn bà con tôi chứ. Dạ. Ông nói rằng bà con là muốn đưa qua người đặng ở luôn hả? Cái chuyện đó ông nói thôi. Tôi mướn người, tôi phải mướn người trong gia tộc tôi mới tin tưởng, chứ người ngoài tại sao tôi phải mướn? Chứ ông nói là cái người cùng họ với tôi, đương nhiên bà con cái cùng họ thôi. Tôi cũng cãi lại á. Thì hồ sơ lao động lúc nào cũng vậy, cái bước đầu tiên là mình phải thuyết phục sở lao động của Mỹ. Mà muốn thuyết phục là phải qua luật sư, nói thẳng luôn. Chứ không luật sư làm sao mình biết được. Dạ, cái đó là một cái quá trình rất là khó, chứ nó không có đơn giản là mình chỉ nói miệng là tôi có thí dụ có 5 cái công việc mà bây giờ tôi không có kiếm được người, nó không có đơn giản như vậy. Wow. Mình phải quảng cáo cho mướn, mình phải interview những người mướn, rồi nếu mà mình vì lý do gì mà mình phỏng vấn họ mà mình không muốn mướn họ là cũng phải có những cái lý do chính đáng, chứ không phải là tại vì tôi không có muốn mướn. So nó là một cái quá trình rất là khó khăn. So em lúc nào cũng recommend là mình có phải luật sư để giúp mướn mình. Rồi mà không được thì mình mới được mướn người ở nước khác. Dạ đúng rồi. Oh man. Khó ghê luôn. Rồi, trường hợp gì nữa? Trường hợp về mướn người lao động. Trục xuất. Trục xuất là đã ở đây rồi. Đa số những cái hồ sơ mà em đã lo là những người, một là đã có thẻ xanh ở đây rồi. Còn hai là họ qua đây một cái visa nào đó rồi họ ở quá hạn. Rồi bây giờ khi quá hạn như vậy thì dĩ nhiên sở di trú họ có quyền, họ đưa mình ra tòa để mà họ xin tòa ra lệnh để mà trục xuất mình về nước. Tại mình ở đây quá hạn là mình ở không có giấy tờ. Trong những cái hồ sơ liên quan đến vấn đề trục xuất, cái nào Jenny cũng lo được hết không, hay là có những cái không lo nổi? Dạ, có những hồ sơ thật sự là mình muốn giúp nhưng mà mình không có giúp được, là bởi vì cái luật pháp nó không có cái chỗ nào để mà mình có thể mình dùng để mình giúp. Không phải hồ sơ nào cũng cứu chữa được. Anh hỏi câu hỏi này để anh muốn nói với fan anh một điều. Tôi biết có nhiều bạn có người thân, chính tôi cũng có người thân, người quen bị cái lệnh trục xuất. Và có nhiều anh chị em đưa đến những luật sư để nhờ tìm cách giải quyết mà không được. Cũng có người quán trách, chửi thề cũng có, mẹ bà nó, luật sư, mang cái tiếng luật sư mà có cái hồ sơ gì lo cũng không xong. Tội nghiệp cho các luật sư lắm quý vị và các bạn. Họ cũng cố gắng, đây là tình người mà. Đây là nhân văn, đây là tình thương yêu của đồng loại, của đồng bào dành cho nhau. Tôi không nói riêng Jenny Nguyễn, mà tất cả các luật sư nào cũng vậy. Họ cũng muốn làm cho được cái hồ sơ đó để cho người thân của mình ở lại nước Mỹ. Và họ cũng được tiền nữa. Tại hồ sơ làm phải có tiền mới làm được, chứ không phải tự nhiên làm. Mà làm không được, chính cái người luật sư cũng ái náy trong lòng, đau buồn hơn cả cái người thân mình nữa. Họ muốn làm được mà không được. Nó là có những luật lệ ràng buộc của đất nước Mỹ. Cho nên sẵn đây tôi cũng nói luôn, tôi biết có nhiều hồ sơ, không phải Jenny mà bao nhiêu người làm không được là không được. Và những người đó đã bị trục xuất về Việt Nam. Xin một điều, đừng trách các luật sư tội người ta. Ai cũng muốn làm cho đàng hoàng hết. Đồng ý không quý vị? Vậy nha. Cảm ơn Jenny. Rồi bây giờ trường hợp mà không giải quyết được em làm sao? Thì nếu mà em, nói chung là em sẽ làm hết sức mình khi em có một cái hồ sơ. Nhưng mà nếu mà luật pháp không có cái chỗ nào mà em có thể dùng để mà em giúp cái người thân chủ đó thì chịu em thôi. Mình chịu thôi, nhưng mà mình nói thật lòng với cái người thân chủ đó em. Nhưng mà trong trường hợp nếu đưa cái hồ sơ đến với em sớm cũng có thể có giải quyết được, hoặc là tại vì đưa quá trễ mà giải quyết không được. Dạ đúng rồi. Có anh, không? Dạ có rất là nhiều. Tại vì anh biết rằng giống này em mới chia sẻ với anh này đó, là có nhiều người mang hồ sơ tới những, thí dụ những cái dịch vụ không phải là luật sư, rồi làm hư cái hồ sơ đó. Rồi bây giờ tới em nói là em sửa, chứ chắc là em sửa được. Tại vì giống như nãy em cũng có nói với anh đó, chứ như một bức tranh mà anh đã thêu hoa, em đã vẽ rồi, mà bây giờ nói Jenny ơi giúp chị tẩy cái này tẩy cái kia, nó rất là khó. Có những chỗ em có thể giải thích được, nhưng có những chỗ làm sao mình giải thích được. Tại mình đã nộp cho sở di trú rồi thì đâu thể nào bây giờ mình rút lại, mình coi như là không có chuyện gì xảy ra được. Cho nên nhiều, có nhiều cái là như vậy. Cho nên phần lớn là em thấy những cái vấn đề xảy ra là do hồ sơ làm, không có làm do luật sư làm, mà là do những cái dịch vụ, những cái, hay là những cái như luật sư mà không có chuyên môn. Có thể họ cũng là luật sư nhưng mà họ không có chuyên môn về cái lĩnh vực đó, thì cho nên họ làm nó không có được
gọi là nó không được kỹ lưỡng và họ không có biết cách họ làm để mà làm cho cái hồ sơ của mình nó được theo cái ý của mình. Tôi đang kể một cái thí dụ đơn giản như thế này. Tôi mặc chiếc áo không vừa. Tôi nghĩ rằng thôi cái này chắc mình lên like, mình sửa cái tay. Mình đâu phải thợ may sửa rồi cái nó hư. Tôi mới xách lại ông thợ may, thấy cái chị hàng xóm, thấy chị cũng may giá, nhờ chị giúp sửa. Chị đâu phải thợ may chuyên nghiệp đâu, thì cũng sửa không vừa ý lại hư nữa. Cuối cùng tôi mới tìm đến cái tiệm may thiệt. Ông thợ may nói trời ơi sửa nát cái chân sau tôi sửa. Banh mẹ nó cái áo rồi. Vấn đề di trú nó cũng giống đơn giản như vậy thôi, có phải không? Mình tự động mình làm, tự động mình báo lên sở di trú rồi, báo bậy rồi. Bây giờ mới nhờ một cái văn phòng khác mà văn phòng không chuyên môn sửa nữa. Đưa lên sở di trú dòm thấy mẹ sửa tùm lum sửa tầm bậy nữa. Cuối cùng đưa tới văn phòng luật sư chuyên về di trú. Người ta dòm, nó nát mẹ trơn sửa không được nữa là bị sụt sức thôi. Cho nên quý vị và các bạn, ngay từ khởi đầu sự việc xảy ra, lập tức đưa đến một văn phòng luật sư mà chuyên về di trú để người ta làm việc cho mình. Cái điều đó quan trọng lắm. Còn đơn từ cũng vậy, ngay từ đầu đừng có tự làm nữa. Mình không biết rành luật bằng luật sư đâu. Tốn tiền thì tốn. Vì cái chuyện trục xuất nó quan trọng hơn cái số tiền mình bỏ ra để mà giải quyết hồ sơ. Nên đưa đến văn phòng luật sư. Đừng tiếc cái đó. Giống như hồi nãy ý tình Phạm có nói vấn đề tai nạn xe cộ cũng vậy. Mình tiếc tiền, mình mua bảo hiểm có một chiều. Đến khi xảy ra chuyện nó đụng mình mà nó không có bảo hiểm nữa, không ai bồi thường, mình lãnh đạn. Vấn đề di trú cũng vậy, đừng tiếc. Có người tiếc rồi tiền mất tật mang không giải quyết được rồi khóc cho cái thân phận của mình. Lúc đó hối hận, phải biết vậy ta bỏ mẹ nó tiền ra tao nhờ luật sư làm. Trễ rồi. Nhưng quý vị và các bạn, giải quyết ngay từ đầu. Đúng không Jenny? Y chang giống như anh nói vậy đó. Nhiều khi có thể là mình chỉ tốn ra 2-3 ngàn thôi. Nhưng mà mình không làm. Rồi sau đó tốn cả chục ngàn là không được luôn. Có thể là không được. Chứ không phải là mình tốn tiền là mình sẽ xử được hết. Chứ không phải mình có tiền có luật sư là cái gì cũng xong hết. Cho em nhảy vào một chút xíu. Thì cái này không những về bên luật di trú và bên luật tai nạn xe. Mà trước đây khi mà Ethan giúp những nhiều người về thương mại đó, okay, thì có nhiều người trong cộng đồng Việt Nam của mình mua bán tiệm nail hoặc là tiệm ăn, tiệm uống. Có nhiều người họ đi tới những cái người khai thuế hoặc là những người mà không phải luật sư viết lên một cái tờ, một cái hợp đồng cho họ. Okay. Một cái hợp đồng mua bán là một cái tờ giấy pháp lý, nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi của hai bên. Mà bởi vì nó ảnh hưởng đến cái quyền lợi của hai bên là cái tờ giấy pháp lý thì chỉ có luật sư mới viết lên được cái tờ giấy pháp lý đó được. Chứ một người khai thuế hoặc là không phải là luật sư thì không thể viết lên được một cái tờ giấy pháp lý đó, một hợp đồng mua bán đó. Em có, trước đây em có rất là nhiều người đi vào đây nhờ em giúp. Coi như là họ đi tới một người không phải luật sư viết lên hợp đồng mua bán đó. Trong mà họ, cái người đó không có biết để mà tham khảo, hoặc vì họ không phải luật sư, họ không có hỏi những câu hỏi. Ok, vậy thì trước khi mua bán đã coi cái list của cái ông chủ của đó chưa? Đó, bởi vì họ không coi. Mà coi như bây giờ là hai bên là chuyển tiền rồi, chuyển thế nhau rồi đó. Thì trong cái list đó nói rằng nếu mà mua bán mà không có cho cái landlord biết thì landlord có quyền lấy hết cái tiền đó. Đúng. Mà trong cái trường hợp này là cái người thân chủ em ở tuốt bên Cali mua cái tiệm nail ở trong Georgia này cho ba mẹ của him. Mà là cái hợp đồng đó là do một người không phải luật sư viết lên. Thì cho nên bây giờ bị ông landlord thưa kiện đòi hết 160.000 đô. Oh, man. Anh nghĩ đi. Người ta tiết kiệm, sợ là bỏ ra, không muốn bỏ ra 1.000, 1.500, 2.000 để mà cho một luật sư viết lên một cái hợp đồng. Trong khi đó đi những cái chỗ khác, không phải luật sư, thứ nhất là bất luật hợp pháp, không phải luật sư mà viết lên cái hợp đồng đó. Ok, họ cũng trả tiền 600-700 đồng. Họ chỉ có lên online, họ download một cái form gì đó, thì họ đưa rồi ký thôi. Ok, hoặc là nhiều lúc những người đó tiếng Anh tiếng em cũng không có rành nữa. Em thậm chí em đọc những cái hợp đồng nó viết sai tật lất hết. Chính tả không biết, không hiểu đi luôn. Anh nghĩ đi. Nếu mà ra tòa trước em là thẩm phán, anh cái đó, anh dục cái đó liền. Ok. Vậy đó mà cũng là coi như chặt người ta tiền để mà viết lên mấy cái hợp đồng như vậy. Mà nhiều khi charge cũng thật sự là không phải rẻ hơn luật sư nữa. Tôi biết cho đến giờ phút này, quý vị nhất là liên quan đến immigration. Những người từng có hồ sơ liên quan đến vấn đề di trú. Những người có con em được cái lệnh trục xuất và đang chờ đợi, đang làm những giấy tờ để giải quyết. Hay còn nhiều trường hợp khác nữa liên quan tới di trú. Quý vị nóng ruột, muốn biết và muốn nghe. Trong cái thời gian ngắn ngủi này chúng tôi không thể trình bày hết tất cả sự kiện được. Quý vị muốn biết nên liên lạc các văn phòng luật sư mà đặc trách chuyên môn về di trú để mình hỏi những vấn đề đó.
nha quý vị và các bạn. Tuy nhiên tôi cũng muốn yêu cầu hai luật sư Y Tịnh Phạm và Jenny Nguyễn, nếu được, trong cái phần mà YouTube hay Facebook Việt Thảo đăng lên qua cái chuyện bên lề hôm nay, những video clip này, anh chị có thể xem và có thể những câu hỏi trong đó trả lời được xin trả lời giùm. Còn nếu không có thể nhắn một câu là xin liên lạc với chúng tôi. Bởi vì Việt Thảo biết chắc chắn rằng người ta sẽ coi và thắc mắc nhiều lắm. Mà hỏi Việt Thảo không dám trả lời tại vì tôi không phải luật sư. Tôi không thể đại diện luật sư trả lời được. Quý vị từ nãy giờ theo dõi video clip hiểu điều đó. Hồi trước giờ tôi dám nha, tại tôi không biết. Tôi trả lời luôn, không được. Luật sư mới được trả lời đúng không? Chứ mình trả lời gì là mình phạm pháp luôn, phạm luật luôn. Dạ. Yeah. Và cũng như tôi không được quyền kêu là quý vị ơi, coi video clip này phải lợi chỗ Y Tịnh Phạm, không có, không cần như vậy. Ngày hôm nay Việt Thảo đến đây để tìm hiểu cái kiến thức về vấn đề tai nạn xe cộ cũng như văn phòng luật sư liên quan đến di trú. Anh Y Tịnh Phạm và chị Jenny Nguyễn có điều gì nói thêm cho quý vị và các bạn đang theo dõi video clip ngày hôm nay? Và tôi sẽ có những cái phần giới thiệu bỏ trên mỗi chuyện bên lề từ đây sắp tới để cho quý vị nào mà không kịp coi video clip này, quý vị có thể xem những cái giới thiệu đó để mình biết được số điện thoại nè, website nè, email nè, hay những cách để liên lạc với cái văn phòng luật sư của Y Tịnh Phạm và Jenny Nguyễn để quý vị có thể đặt những câu hỏi hay giải quyết những vấn đề liên quan đến tai nạn xe cộ hay là bất cứ những vấn đề gì liên quan đến pháp lý, nhất là vấn đề di trú. Nha quý vị và các bạn. Jenny, Y Tịnh. Cảm ơn anh Việt Thảo đã cũng giúp tụi em coi như là nhắn nhủ và có một cái thông điệp tới mà tất cả mọi người. Thì Jenny chỉ có lời khuyên chân thành là nếu quý vị cần giúp đỡ về luật pháp thì quý vị nên tới luật sư. Và khi quý vị tới một luật sư hay một văn phòng, quý vị có quyền hỏi cái người đó có phải là luật sư hay không. Đó, chỗ đó hay đó. Yeah. Yeah. Và quý vị có thể hỏi là họ chuyên về lĩnh vực nào nữa. Bởi vì như quý vị biết, bác sĩ mình có bác sĩ gọi là bác sĩ gia đình. Yes, là tổng có một tổng quát. Dạ đúng rồi, nhưng mà khi về chuyên môn họ sẽ gửi mình đi một tim, bác sĩ tim, phổi, yeah, hay là da. Luật sư cũng y chang như vậy. Mình cũng có những luật sư gọi là gia đình. Nhưng trong đó mình có những luật sư chuyên môn về lĩnh vực này, lĩnh vực nọ. Thì quý vị có quyền hỏi họ, họ chuyên môn về lĩnh vực nào. Và quý vị cũng có quyền hỏi là họ có bao nhiêu năm kinh nghiệm, là bao nhiêu hồ sơ, thành công như thế nào. Tất cả những cái đó đều là quyền lợi của quý vị. Thì quý vị đều có quyền hỏi, giống như là quý vị interview vậy đó. Trước khi quý vị gọi là ký hợp đồng hay là đồng ý mướn họ thì quý vị đều có thể hỏi những cái đó. Chẳng hạn ngày hôm nay tôi có quyền hỏi Jenny Nguyễn. Thí dụ tôi muốn làm việc với luật sư Jenny Nguyễn. Yeah. Cô Jenny Nguyễn, tôi muốn làm việc về vấn đề di trú. Cô có thể cho tôi biết là trong tất cả hồ sơ gửi về, cô giải quyết được bao nhiêu phần trăm hồ sơ đó thành công? Dạ, yeah, giống như thí dụ hồ sơ... Đấy, bây giờ tôi hỏi nè. Yeah, thì bây giờ em, nếu hồ sơ về gia đình đó, là tất cả những hồ sơ em làm là 100% sáng suốt. Vấn đề di trú gia đình luôn, 100% yeah, luôn. Dạ, yeah, không bao giờ bị từ chối cả. Wow. Tại vì mình biết cách làm việc và khi mình nhận một cái hồ sơ là mình biết phải làm cái gì. Ngày hôm nay tôi cũng nói thêm một điều. Tất cả những lời tôi nói, tôi đều chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước quý vị. Tôi nói những cái gì tôi nói là tôi có suy nghĩ, cái sự hiểu biết của tôi. Trừ trường hợp những cái điều tôi không hiểu biết mà tôi nói ra, nó vi phạm tới luật pháp, thì tôi chắc chắn hai vị luật sư này sẽ cản tôi liền. Mà từ giờ hai người này chưa cản tôi, tức là những gì tôi nói, tôi đều nói đúng. Và tôi chịu trách nhiệm, chứ tôi không thể nói bậy được. Và hai vị luật sư này nói, mà hai vị này không phải luật sư mà là thẩm phán nữa, tức là quan tòa. Tôi nghĩ hai vị này không có nói bậy đâu. Quý vị yên tâm điều đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng luật sư Y Tịnh Phạm và Jenny Nguyễn. Tôi hoàn toàn tin tưởng những điều mà hai vị đã cho tôi kiến thức ngày hôm nay để đưa đến cho tất cả mọi người. Xin mời Y Tịnh Phạm và Jenny Nguyễn. Jenny Nguyễn, rồi xin mời Y Tịnh Phạm một lời nói cuối để đối với quý vị đang xem video clip của mình. Yeah, thì em cảm ơn anh Việt Thảo. Thì này, em cũng muốn là cảm ơn tất cả những người mà đã thương yêu văn phòng của tụi em, đã giúp đỡ và ủng hộ tụi em trong suốt 5 năm qua. Tháng 11 này sẽ là 5 năm thành lập tổ hợp luật sư của tụi em. Đó thì giống như lúc nãy tụi em nói đó, từ 4 người mà lên bây giờ lên tới gần 16 người. Ok, và có 2 chi nhánh. Đó thì cũng do cái những cái phát triển đó là bởi vì cái sự yêu thương và sự ủng hộ của những người trong cộng đồng của mình. Ethan và Jenny rất là cảm ơn. Và những cái video ngày hôm nay là Ethan và Jenny muốn đưa lên những cái kiến thức để cho quý vị được bảo vệ mình. Ok, đừng bị lợi dụng. Ok, đừng có bị lừa gạt. Quý vị không cần phải liên lạc văn phòng của Ethan hoặc Jenny. Không cần. Nhưng mà phải bảo vệ mình. Liên lạc với những cái văn phòng, những cái nơi mà mình có thể tin tưởng. Họ là luật sư thật, bác sĩ thật. Chứ không phải là những người giả mạo. Nha sĩ cũng phải nha sĩ thật. Đó. Phải có bằng đàng hoàng. Đúng là như bà đi tiệm thuốc phải là dược sĩ thật, có bằng, chứ không được giả nữa.
mà mình có quyền hỏi chứ. Thí dụ lại cháu dược sĩ mới hỏi xin lỗi, ông là dược sĩ thiệt hay giả vậy? Người ta phải trả lời. Bây giờ gặp Ethan hay là Jenny hỏi xin lỗi cô là luật sư thiệt không? Có quyền hỏi phải không? Dạ, có quyền. Cô có phải thẩm phán thiệt không? Có quyền hỏi phải không? Dạ, yeah, chứ đâu có gì đâu, ngỡ sợ. Không có gì hết. Đó thì không những vậy thì có rất là nhiều người đến văn phòng của Ethan và Jenny, họ rất là vui. Thì họ nói thì dĩ nhiên tôi là người Việt Nam mà tôi đến không những là cho văn phòng luật sư cơ hội giúp đỡ họ, nhưng mà ngược lại họ muốn ủng hộ cái thương mại của người Việt Nam. Cho nên Ethan và Jenny rất là cảm ơn. Cảm ơn Ethan Phạm, cảm ơn Jenny Nguyễn. Và trong tương lai, một lúc nào đó anh Việt Thảo trở về Georgia Atlanta, nhiều khi anh Việt Thảo đến với những cái câu hỏi khác nữa mà fan của Thảo hỏi để biết thêm về luật pháp của đất nước Mỹ. Làm thế nào để chúng ta có đời sống tốt đẹp hơn? Làm thế nào để chúng ta tránh được những cái phiền phức mà chúng ta vô tình phạm phải đối với luật pháp của Hoa Kỳ? Mong rằng video hôm nay không phải mang đến cho quý vị những cái cảm xúc về ẩm thực, thèm ăn, thích ăn. Không phải mang đến cho quý vị những cái giải trí về chuyện ma. Mà ở nơi đây, đời thật, việc thật, kiến thức thật cho một cuộc sống tốt hơn tại Hoa Kỳ. Mong rằng một phần nào đáp ứng được cái nhu cầu của quý vị, nhất là vấn đề di trú của Hoa Kỳ. Không phải là riêng tại một tiểu bang nào, mà đó là luật của liên bang trên toàn cõi Hoa Kỳ mà ảnh hưởng đến Việt Nam và các nước trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Thank you and I love you. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn hai luật sư Ethan Phạm và Jenny Nguyễn, chuyên về bồi thường tai nạn xe cộ cũng như về luật di trú của Hoa Kỳ. Khi quý vị bị tai nạn xe, hãy liên lạc với tôi. Tôi là luật sư Ethan Phạm, chuyên về luật tai nạn xe và sẽ trực tiếp giải quyết cho quý vị. Nếu quý vị muốn hồ sơ di trú của quý vị được thành công, hoặc nếu hồ sơ di trú của quý vị đang gặp những trở ngại, bị chậm trễ, chưa được giải quyết hoặc là bị từ chối, quý vị hãy gọi ngay cho tôi. Tôi là luật sư Jenny Nguyễn của tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm, sẽ luôn luôn giúp quý vị. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói cũng như việc làm của luật sư Jenny Nguyễn cũng như luật sư Ethan Phạm. Việc Thảo sẽ được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Việc Thảo đã chọn rong nho của công ty Nữ Hoàng Rong Nho để giới thiệu sản phẩm này đến với tất cả mọi người. Đó, trời ơi, sao ngước nè. Úi chà, quá đẹp luôn. Việt Thảo từng hay ăn buổi sáng, ăn thế cho điểm tâm, chọn cái này. Ăn nó đủ dinh dưỡng, đủ năng lượng mà nó tốt cho sức khỏe nữa. Cao máu, tiểu đường, gan rồi nhuận trường, tốt cho mắt hay là da dẻ đẹp gì là có hết nha. Cái này Việt Thảo ăn mỗi ngày. Tôi ăn tôi nhớ tới các chùa hoặc là các vị nào ăn chay. Trời ơi, cái này là thích hợp luôn. Sáng thức dậy ăn được, trưa ăn được, chiều ăn được, tối trước khi đi ngủ vẫn ăn được. Mà ăn như này là ăn chay mà đầy đủ chất bổ dưỡng nha. Giúp cho tuổi già giảm huyết áp, nhuận trường tức là dễ dàng trong vấn đề tiêu hóa, mắt sáng lên, da dẻ đẹp ra, chống lão quá. Ôi chắc nhiều thứ lắm, tại có nhiều kali và vitamin D trong đó nữa. Dạ. Chúng tôi phân phối những sản phẩm của công ty Nữ Hoàng Rong Nho trên toàn thế giới. Riêng tại Virginia thì chúng ta có thể mua trực tiếp ngay tại Eden Supermarket ở ngay trong Eden Center, để cho các bạn ở các tiểu bang miền Đông Bắc Hoa Kỳ có thể khi đi chợ đi mua hàng hóa, đi mua nhu yếu phẩm về để dùng cho nơi mình ở, có thể ghé vào Eden Supermarket có đủ rong nho rong biển cho mình. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obamacare có, Medicare có, Medicaid, rồi 401k cũng có, rồi tiền giống như mình nghỉ hưu sớm hay là không sớm, muộn hay không muộn. Đôi khi mình có những suy nghĩ và mình cho rằng mình có kiến thức đầy đủ, mình hiểu biết được, nhưng chưa chắc. Tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp, professional, trong ngành nghề này để giải thích cho mình. Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021.
Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không rõ, quý vị xin gọi cho Alicia Châu, điện thoại là 770-454-1182. Nhớ nha, gọi cho Alicia Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc. Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm, không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình.